học mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Hả, cái gì? Tiểu học. Biết chồng em từ lúc em còn tiểu học. Anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng phải lớp 4 năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4 năm vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, điểm đó thì tôi gọi bằng anh chứ. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền, ai vậy, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là: à, anh họ. Xong rồi em cũng hơi cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là: à, chú họ. Là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay em đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Bích Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. À, 23. Trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp hả? Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Ừ. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? À, cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Hả? Cái gì? Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4 năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4 năm vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì tôi gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. Dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chỉ là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Rồi 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là à đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ, phải nói khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trong phường kêu là anh Dũng bụng bự và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói gì cưng? Lúc đó em cũng phải thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi và phải nhắn tin năn nỉ lắm mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là: à, anh họ. Xong rồi em cũng hơi cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là: à, chú họ. rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Bây giờ thanh niên đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa hả? Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không bạn? Đúng không? Mới vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Rồi quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, nhưng mà 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đợi ông 35 chắc yếu đi vậy này. Cho nên là cũng phải lo. Phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, chứ không biết 6 rồi. Cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được đó, còn được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ đi lên. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật.
hỏi em ơi cái này sao sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình. Tại em con nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nó có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi giờ pha 80 hay là 120ml đây. Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó. Nghĩa là làm cho lợi gan hả? Rồi cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60, còn lại ổng bú. Đúng rồi. Dũng có cái phát hiện gì với mình không? Khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Cái gì? Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó là cằn nhằn hả? Cằn nhằn rồi nhai đó nha luôn. Đặc biệt cao cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần mà ảnh nhậu về dẫn xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, cái là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt rồi, nhậu vô làm mệt hơn cái gì. Không như cẩn thận, đập một cái rồi để ngủ khỏe đó, bởi vì mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ à? Thiệt sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chúc tao ra là biết, là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Thì thấy như vậy nè, ở đây á hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn. Tức là một đứa nít với người lớn là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á, thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời. Tức là anh phải sửa cái điều đó, anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin, sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học, đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nè? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc con. Quốc Hường, xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ngồi đi em. Anh cái tên sao mà xấu quá. Xấu lùng không có một chút cảm xúc này ạ. Chiến lược của em là mưa dầm thấm lâu. Cứ thất hẹn mình ghét để ý từ từ. Quý vị khán giả hôm nay thấy Quốc Hường như thế nào? Thôi các con khán giả sẽ đoán lầm, hôm nay tôi bị mắc lé. Không, em đeo đi rồi phong cho em cái danh hiệu là chuồn chuồn đại ca. Thôi bây giờ mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Có giật mình không em? Có, phải không? Rồi, cho anh xin phép anh được tháo mắt kiến ra. Mời hai em hãy giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay em 27 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Trời ơi,
Nhìn em giống như là cỡ 20-21 hả? Đó, em rất trẻ, phải nói là trẻ. Không ai có thể đón em được 27 tuổi. Đúng rồi. Thế còn em? Dạ, em tên là Lê Thị Liễu. Lê Thị Liễu. Dạ, em cũng 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Cha, hai vợ chồng là thấy xem mà không ai nghĩ tụi em ở cái lứa tuổi là 27 đó. Thế thì ăn cái gì mà trẻ dữ vậy? Dạ, cho mẹ em nấu. Em mẹ nấu tới chưa? Không có cái gì bằng mẹ nấu hết. Vậy hả? Vậy nói với mẹ em bữa nào nấu cơm cho anh Quang ăn chung nè. Người nào cũng nhìn anh, ai cũng nói anh già hết trơn. Thế thì hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tốt nghiệp 12 thì em có làm thêm ở quán cà phê. Thì em mới gặp vợ em trong đó. Ở trong quán có một cái cuốn sổ ghi thông tin của nhân viên á. Thì em vô tình hôm đó thì em lật ra em coi. Thì em thấy cái tên xong rồi xấu quá. Tên gì? Dạ Lê Thị Liễu. Lê Thị Liễu. Em thấy tên không có đẹp. Vậy hả? Dạ. Lê Thị Liễu nó đẹp thế. Mình đặt tên là Lê Thị Liễu mới là xấu. Liễu đẹp mà. Liễu đẹp. Dạ, tại vì đó với em thì em thấy nó hơi lạ cho nên em kiếm cách thử, em nhìn thử coi coi con chị như thế nào mà. Thì lúc đó em mới thấy chị đó. Rồi em bị trúng sốc luôn không? Sốc luôn không? Dạ sốc. Sốc luôn không? Nhưng mà em có biết là ổng không chê cái tên em hồi trước không? Dạ không. Hay là bây giờ mới biết? Dạ cưới xong rồi mới biết. Cưới xong biết hả? Hèn gì giờ nhắc lại thấy cái đầu có nhìn dưới không? À. Dạ. Rồi em ấn tượng gì về anh này? Xấu lùng, không có một chút cảm xúc này ạ. Chồng á thì là ấn tượng với vợ là đầu tiên là sốc liền, còn vợ thì lại thấy xấu quá ha. Đến bao lâu thì các bạn mới thích nhau? Cô này khó tiếp cận lắm. Chiến lược của em là mưa dầm thấm lâu. Từ từ. Ủa thì... anh thấm sao? Thấm lúc mà hẹn đầu tiên với em á, cho em leo cây. Thứ hai cũng vậy luôn, thứ ba cũng vậy luôn. Cứ hết hẹn mình ghét, để ý từ từ. Rồi từ ghét chuyển sang đi chiêu ngược đó, đi chiêu ngược đó không? Nhưng mà cái chiêu này chị mới thấy á, nghe Thuận. Vậy lúc mà yêu cờ có ghen không? Không, anh đang hỏi Liễu rồi. Người ta tự nhận luôn rồi. À Liễu bây giờ có ghen dữ không? Dạ sau này thì ít, nhưng mà có lúc anh đi bộ đội á, anh ghen nhiều lắm. Đẹp gì mà không ghen mới là lạ. Lúc anh đi bộ đội thì không được xài điện thoại, nhưng mà anh lén anh xài. Anh gọi cho em 2 giờ đêm cũng gọi nữa, 4 giờ sáng, 11 giờ tối, gọi bất kể giờ nào. Mà yêu nhau được bao lâu thì em đi bộ đội? Khoảng 5 là em đi bộ đội rồi. Rồi đi bao lâu? Dạ em đi 5 rưỡi. Trời, coi như là quen mới được có 1 năm mà đi hết 5 rưỡi, không ghen mới uổng. Không ghen mới là lạ đó. Em cài dây tính ở nhà hết. Làm gì là em biết hết, em được về phép đó. Em về đột xuất hơn mà, chứ không có báo trước để coi làm gì. Có bắt gặp lần nào bậy bạ gì không? Dạ không có bậy bạ, rất là may. May gì, người ta đàng hoàng mà may. Rồi có lần nào mà ghen mình nổi mà xung đột không? Dạ không, anh chỉ hành hạ tinh thần mình thôi à. Trời ơi, có đó ghê hơn nữa. Hành hạ tinh thần bằng cách nào, như thế nào? Chỉ chiếc mắng nhé. Rồi kiểm tra này nọ. Dạ. Nhưng kiểm tra điện thoại của em dạ đúng rồi, nhưng mà cưới xong thì ngược lại. Dạ. Là em kiểm tra. Dạ. Ủa tức là sao cục diện thay đổi rồi? Lý do? Dạ tại vì hồi lúc mà ảnh đi bộ đội vừa về á, ảnh có say nắng cô kia. Cái cô mà ở trên chỗ? Dạ không ai về. Về em đi về xong rồi em đi làm rồi em ơi. Dạ. Vậy hả? Ghê quá. Có lửa có khói em. Nhưng mà lúc mà em phát hiện á là hai người quen nhau gần tháng, cô đó làm chung với chồng em luôn. Rồi lúc đó tâm trạng em sao? Tức là vậy là Hiên này dễ sa ngã lắm nè. Tại niệm sở nơi làm việc cứ là mưa dầm thấm lâu, cứ là ai ở kế bên Hiên nó lâu một chút là ấm. Mà quan trọng nữa là ban đầu làm quen với cô đó, anh mày kể cho cô đó nghe chuyện tình của hai đứa em. Có nghĩa là hai người bất chấp hết yêu nhau đi đó. Rồi làm sao mà em gặp lại được con người này? Em gặp cô đó em nói chuyện. Em có nói bằng một cái trạng thái giống như nãy giờ em kể nghe dạ, là không? Em bực dọc hay là? Dạ không có, em nói bình thường. Em nói là bạn quen chung được bao lâu rồi? Hay gần 3 tháng. Em nói vậy hả? Mình mới quen có 3 năm à. Mà mình chưa có hiểu rõ ảnh. Bạn quen trong vòng 3 tháng bạn hiểu rõ ảnh như thế nào? Một người đàn ông mà bỏ phụ nữ hy sinh cho mình đi theo bạn, bạn có chắc chắn là người đó chung thủy không? Người đó suy nghĩ là tự buông. Không phải tự buông. Mà là em thì lúc đó là thật sự là say nắng thì nó bị nhất thời thôi. Em tới lúc đó thời gian nào đó em suy nghĩ lại là bạn gái em đã hy sinh cho em, chờ đợi em rồi làm cho em nhiều trong lúc mà em không có đó, em đi lính đó, thì em biết em sai thì em chủ động kết thúc cái mối quan hệ đó, chứ không phải là cô kia tự buông. Em tưởng là cô kia hả? Thì tại sao em cứ tưởng là cô kia tự buông? Bữa nay mới biết đó hả? Bây giờ tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? 3 năm rồi. Dạ mà em vẫn còn bị cái chuyện đó ám ảnh và coi như là ở cái thế rồi là bây giờ ghen ngược lại. Dạ. Ngoài ra thì chồng em còn có tính xấu gì không? Dạ có, bảo thủ. Việc gần đây nhất luôn, cái ghế để phía trước em chở con về nó hơi cao, con nó ngồi thì nó cao ngang mặt em, nhìn em không thấy đường lái xe. Nói với ảnh thì ảnh nói để ghế để con ngồi thoải mái, không có chịu đổi. Hậu quả là hai mẹ con té. Ồ vậy đó hả? Dạ. Tại con em con gái mà, nó sẽ bành hai cái chân nó ra, vậy hoài nó xấu.
cho nên em kiếm cái ghế nào mà nó ngồi thoải mái, nó không có bị bành hai chân ra. Nhưng mà em có sợ thêm một lần nữa mà nếu mà có cái chuyện xảy ra, em có nghĩ đến điều đó? Em cũng đang kiếm cái ghế nào thấp hơn chút mà coi em ngồi thoải mái đi em đổi, nhưng mà tại chưa có thôi chứ không phải là ngoài chuyện bảo thủ ra hết rồi không? Dạ. Đâu có nhiều không đâu, nhiều đúng không anh? Chắc vợ em nhiều lắm đúng không? Lúc trước chưa cưới nhau á là vợ em nghe lời em lắm, mà bây giờ thì ngược lại, em nói gì cũng không chịu làm hết á, rồi hay nhắc lại chuyện cũ mà không, chuyện không tốt của mình không à, rất là khó chịu. Còn một chuyện vậy không có cái chân diện giống như người khác, thí dụ coi đi chơi với em cũng không có trang điểm nữa. Hồi đó giờ trang điểm chắc đám cưới lần với lần này nữa lên chương trình là hai đó chứ không có trang điểm. Vậy đó hả? Có lần nào em chủ động em dẫn vợ em đi trang điểm hay là mua một cái gì đó tặng vợ mình để cho vợ mình làm đẹp không? Từ hồi lúc quen nhau tới giờ quần áo của vợ em là em mua hết á. Vợ em thì cứ xề xòa vậy hoài luôn. Xề xòa sao? Ở nhà có bận có mấy bộ đồ ở nhà thì bận hoài đó, em đi làm như vậy em nhìn hoài chứ cũng bận. Em mua đồ mới mà không có chịu. Chịu bận rồi tóc tay rồi có cột gọn gàng vậy không hay như em ép dữ lắm á, em ép dữ lắm mới đi nhậm tóc mới đi cắt tóc ở dưới hồi là để vậy hoài luôn. Vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi gì? Em có muốn vợ em thay đổi vẻ ngoài của mình một chút, không cần phải quá xe xua chân diện nhiều, nhưng mà nhìn nó phải hiện đại với nó đẹp đẹp chút xíu. Tại dạ, sao em lại vậy? Dạ em cũng muốn thay đổi, nhưng mà sáng ngày dậy rồi nấu cơm sửa soạn cho con, đứa đi học rồi em về tới nhà em lại thay đồ em đi làm. Đi làm về tới giờ đi về thì lại rước con rồi về cho nó ăn rồi tắm rửa dọn dẹp nhà cửa là hết thời gian rồi. Mệt quá đâu có làm gì nổi nữa đâu mà trang điểm với mặc đồ đẹp, mà mặc đồ đẹp ở trong nhà cũng có ai nhìn đâu, mặc làm gì. Bộ chồng em không có phụ gì em hả? Dạ chồng em đi làm tới tối em mới về. Mình ơn em hết. Dạ. Nhà có người phụ giúp dạ, công chuyện không? Không có. Đâu một mình em. Thì thời gian đâu mà trang điểm cho đẹp. Đúng rồi. Dạ đó. Không phải là em bắt trang điểm buổi sáng buổi chiều, mà ví dụ bây giờ đi làm về á thì em có mua kem để cho dưỡng da buổi tối, đắp mặt nạ nhưng mà không có xài, còn trong tủ lạnh cái đóng rồi. Em kêu xài thì nó làm biến lắm. Rồi để vậy ngủ tới sáng. Biến ngủ đó em. Thế là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Ít bảo thủ lại. Dạ, còn gì nữa không? Lắng nghe vợ một chút, cái gì cũng nghĩ là mình đúng hết á. Bên này mong muốn bên này nhiều, bên này mong muốn bên này, thật ra cũng cũng nhiều. Vậy sao ta? Chắc phải ca này là cũng không có kinh nghiệm viên. Chị cảm nhận như nè, cái cuộc sống vợ chồng của tụi em á, nó đang ở một cái giai đoạn gọi là bị bế tắc, không biết cái cách giải quyết như thế nào để nó bớt cái tình trạng này đúng không? Dạ. Em sợ là như vậy hoài em sẽ bị ức chế trong người á, nó khó chịu, nó sau này nó sẽ xảy ra chuyện khác lớn hơn nữa. Chị thấy vậy là những cái mà hai bạn đang mong muốn về nhau á, hiện giờ nó đang là hai con đường nó đi ngược lại nhau. Bây giờ phải là một cái sự mà cộng hưởng từ hai phía thì các bạn mới có thể tìm ra được cái lối thoát. Về phía em á, không phải là em không có thời gian, em vẫn có thể sắp xếp được để em làm đẹp cho bản thân, nhưng mà nhiều khi em cảm thấy em chán quá, em chán vậy đến chi để cho đánh động cho chồng em biết được là đó, vì em không có thời gian, vì thế này vì thế nọ cho nên em mới vậy. Bây giờ anh muốn em vậy thì anh phải hiểu ra được cái công việc của anh là anh phải giúp em, anh phải khắc phục cái tình trạng này thì em mới đẹp đó. Còn bạn này á, nghe cách nói chuyện với bạn là bạn rất thương con. Dạ. Bạn rất là thương con mà rất thương cái gia đình nhỏ này. Và bạn muốn rằng á, là cái chuyện em đẹp á, đó là quyền lợi của em nữa, chứ không phải là em làm cho ai á. Đầu tiên là cho em đã. Dạ. Nên bạn muốn em phải tự nhận thức được cái điều đó. Em dạ, muốn là giờ em phải tự nhận thức được cái điều dạ, đó đúng rồi. Nhưng mà chi cho uổng vậy, trong khi á, các bạn có thể bỏ qua cái giai đoạn đó, các bạn có thể hỗ trợ nhau thì mọi thứ nó đều tốt lên hết trơn á. Chứ mình đâu việc gì mình phải cương lên. Bà cương tôi cũng cương, nó cô phải tự biết, cô lớn rồi, cô là người thông minh mà. Rồi bên đây cũng vậy, anh thừa biết tại sao tôi ra nông nổi này mà giờ anh phải thế này thế nọ. Đừng bỏ đi, bỏ tất cả những cái đó đi. Tối nay về á, trao đổi với nhau đi, tâm sự với nhau một bữa cho cạn kiệt hết đi. Dạ. Đúng không? Để mà tìm ra cái giải pháp làm sao cho cái ngôi nhà của tụi em á, nó phải vui, nó phải ấm cúng. Dạ. Cái thời gian của mình ở gần nhau á, nó dạ, đâu có nhiều đâu, đi làm suốt mà. Dạ. Đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. Nha, nha, cố gắng đi, nha. Dạ. Phải là cô. Đáng yêu quá. Đẹp quá vậy, trời ơi. Hay là chị với em xin chương trình cho mình nghỉ khoảng chừng chút xíu đi. Cái để chị điện lên cho Ngọc Trí á, chị điện cái chỗ mà áo xá sắc Việt á, để mình mặc luôn, chị cũng mặc Nhật Bình, em mặc cái này gọi là áo gì nè? Áo tất á. Áo tất. Áo tất. Áo tất, đúng rồi, đúng rồi, áo tất, đúng rồi. Nhưng mà chị liên hệ luôn bộ tóc giả cho em được không? Chứ trời, em nói thiệt kìa, em khổ lắm, em đổi cái này lên nó rất là ngứa và nó rất là đau luôn á, còn nhức đầu lắm chị ơi. Phải có cái gì quấn lại á thì mới đỡ, không ngứa chứ. Đó, thôi quá à, hai đứa thôi để sâu sau đi chị. Tính tiếp nha. Bây giờ mình hỏi thử rồi, xem này, lý do gì mà hai bạn mặc cái những cái bộ cổ phục của Việt Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy?
Vợ con trả lời ạ. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa. Nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy thì các bạn ấy có thể là trang phục của người Việt Nam chánh cống. Vâng. Đúng rồi. Còn từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Dạ. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin đúng hơn. Đúng rồi, tự tin ha, mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận đúng, không? Đúng. Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Chứ nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang cái gì ba ta. Thôi nó đùa thôi chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này, cái mình tự nhiên cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong. Đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam. Đúng rồi. Chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Mình tự hào về điều đó nha. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cũng như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Dạ, con ở Hà Nội ạ. Hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ bao lâu thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình thế nào? Từng thành viên. Vâng, để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997 và hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Vâng. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống với rất một là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi vâng. khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Ừ, con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền. Con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con ạ. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Con cũng bằng tuổi với Dũng luôn? Dạ vâng, hai bạn con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Vâng, con gặp nhau ở trường đại học ạ. Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xéo ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Gặp nhau ở đâu? Vâng, lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con, tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá, chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy. Thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong làm huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy, nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Mà trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bằng Dũng này không? Vâng, có ạ. Vâng. Cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với là một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. con làm gì để được chiến thắng và đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái
đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục, kiểu quân phục từ trường quân dạy à, trường quân đội trở về trường con, thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên, còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí, chạy nhanh hơn, thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà gần, sao gần... con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác đó? Vâng, thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao mà là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc, từ xa là con đã nhìn thấy là có một nhưng con mà bé mà mặc quần áo thể thao rồi là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp của cổ là con có thấy xinh không? Con thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thiếu nhau. Cái này nhưng mà chân dài hơn, nó chạy nhanh hơn đằng kia. Cho nên là chiến thắng. Là chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè. Dạ. Có kèm thêm cô gái nào không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn, bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Vâng, mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy. Rồi, xong rồi có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi, mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đó thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch thì bởi vậy mới nói châu Á. Cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu, chị chỉ làm cổ vũ thôi đó. Rồi Dũng ơi, sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập, hồi đấy con cũng là chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại, con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới tỏ tình, kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả, lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thích, thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi ấy, thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá, mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật, chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng, thế là con cũng nói chuyện và sau dần thì dần dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con vâng, đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Thì cứ thế này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vẫn lúc thế đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Thôi rồi, đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể với con bị gài ạ. Thì đấy, tức con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10.
Thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa. Thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ, thế nào lại ai tỏ tính mình là con sợ, con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo lên, thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu, thì em xuống đi. Thế xong các rồi... bạn là nhiều người á. Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng hoa cho các bạn nữ. Thế là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Đúng chắc rồi. Ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy, ông lập trình mà. Là tỏ tình, là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập thể. Đấy, nghe thì có vẻ thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa, mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì thầy là bệ đỡ, gọi background của đúng ạ. Thầy hôm nay thầy sẽ, vâng, thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức ra cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu, nên là cậu đừng có sợ. À, thế là tỏ tình nhưng chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nha chú. Bạn ấy vẫn run run này này xong cả ôm. Trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dung, Mông, 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 Mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một... thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên và bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Vâng. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật đi. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Thế. Là chơi liều. Vâng. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay. Vâng, và liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay thật. Một mũi tên bắn 5-6 ngàn, cả thậm chí cả chục ngàn luôn. Vâng. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa cơ ạ, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em thấy Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh cường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ, đúng không? Vâng. Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt kiểu gọi chơi chơi vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới coi như chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ vâng. tình. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có đó. Nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng, xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là ơ sao nay đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con
bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó con trả lời lại sao? Vâng, thì con cũng đồng ý á. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông, ông bê một cái một mà. Vâng, đúng còn không? Con thì không trèo, đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy chính thức coi như là bạn con chính thức yêu nhau là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa, rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có là ngay tại lúc đó luôn. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu lạc bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy. Thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con cũng chỉ hỏi đấy. Nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm có bé chưa? Bọn con chưa ạ. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Thế là bây giờ là muốn con bé rồi. Đúng không? Em ơi chúc luôn đi. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn đi. Đang Linh đây. Ừ. Nó đang thích rồi. Thì nó đang thích rồi. Thôi bây giờ chúc luôn. Hồng nhìn mẹ mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ linh nghiệp lắm. Đấy, sẽ có sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Dạ. Năm sau sẽ có tin vui. Dạ. Và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời với gia đình hai đứa. Dạ, vâng. Con gái, con trai. Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Con nhưng mà, cũng... mà chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi bây giờ mình vào cái vụ kia đi chị. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui tật xấu của đối phương. Ai trước? Em trước. Ok. Con chờ thấy khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu không, có kỳ. Không, con đừng khen. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng, thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ý. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Hay ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Hay hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn, thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá. Xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá. Thì cái này em không thiếu đâu. Đấy, thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại, thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy. Đấy. Hay cảm giảm. Vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại, nói rất nhiều. Vâng. Đấy. Vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng quá chi tiết. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi. Đấy thì chồng cứ sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai, con không biết có phải tật xấu không, nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ, hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế. Thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay, như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... cái đâu không phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ý. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm trong thể hiện tình cảm. Xong rồi nhiều lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, có thể thế tình cảm về không? Vâng, kinh hơn nữa. Vâng. Kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Khi có người mới thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bạn ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc là tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt. Con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng, con làm gì con nghiện vợ
Con cũng không biết. Chồng con thì đợi. May có khi con... nào đang nói chuyện cái nó xin phép cô chú cho con thơm cái nhìn thấy không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tắc với lại áo đúng á, gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. hơi nguy hiểm ạ. Ừ, không mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương cũng không đến nỗi là thật sâu. Dễ thương con ạ. À. Dễ thương. Ủa cô mình mà mình muốn thơm là mình thơm. Đúng không? À. Được. À, nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cái dạng ngời con ạ, long lanh lúng liếng con ạ, gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Con không biết đấy là tật xấu hay là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ, để nó giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận hai cái, con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thế là chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Đấy thì con có cũng gọn gàng chỉ không hơi cái càm ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao tự con thú hả? Gì con tự thú hả? Sao con định xin phát biểu đấy là con kể. Anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu, kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn, thì sau thì con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sợ. Thấy ổn rồi ạ. Cảm ràm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? À không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm thôi. Được rồi, để anh ấy khui. Ờ giờ tới con đó Dũng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút như kiểu bạn ấy vừa kể thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Thích gọi là gì, thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong mà kép hành hạ con. Hành hạ con sao con? Con kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy. Mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt rồi, nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng. Đấy, thì con sẽ, thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Ví dụ có. Cái ly nước ở đằng đó đó. Được. Khi nào bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Vâng. Có không? Có, mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Hành hạ con. Vâng. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng vâng. Mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó thì con có cảm ràm không? Có ạ, con cảm ràm chứ. Thì... nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn cảm ràm. Vâng. Con bảo là sao em lại sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là đúng không? Sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây rồi anh làm đấy, đúng không? Vâng. Con nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc không vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi tắt lần này. Vâng. Với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng ở đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Thế bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Thế rồi con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị rất giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ, sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là
bà thông gia nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông gia. Ông ấy có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin, thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng, thì phải đến hơn 1 năm lúc mà bọn con cưới nhau xong. Và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à, hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn rồi. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nói sai sự thật. Vâng. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là ơ con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sao lại tiếp những cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Ôi, sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Nói em. Có vợ con hơi quấy. Quấy gì? Quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ gì đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11 12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi. Mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy, tại vì vợ con thì làm ở nhà, còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện, xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào có thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Hoặc xuống nhà xem phim. Có ạ. Hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi, em khát nước quá mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Đi ra bắt trở đi ra sờ cây mua nước xong về rơi luôn cái ví. Ôi tôi riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này cũng do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng nhỏ lên ban công. Đấy bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui, nói chung là bọn con thi thoảng đi con, ra chơi con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Mất qua một ngày đấy. Mất một ngày. Nhưng mà con thấy như thế cũng đúng đấy. Cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà để đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà muốn có một chai nước ạ. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn vào. Chắc con mong muốn là không, con không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy thì là quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè. Có thể là thức tới 5 sáng. Anh ơi, tranh thủ. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi. Nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa chứ. Không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá. 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác, hiểu không? Tại nên nó không muốn thay đổi, dễ sợ lắm. Có thể chú hay nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết, đúng không? Có khi là có cơ hội đó nha. Anh sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui, với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là. Thôi. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. À, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Rồi. Muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói. Em biết cho nó đẹp xem nào. Đứng lên nói. Đấy. Rồi con bé nó ngước đầu lên nè. Anh ơi, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh.
Bố đang xem ấy, anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh không ạ? Okay. Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống của các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, và đều có ý nghĩa hơn, và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Rồi. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá. Cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Ok. Rồi, chào hai con. Rồi, tối nay đi Vi Vương Sài Gòn nha. Rồi, xin chào. Bây giờ con bay. Bye bye, bây giờ về. Chưa mang. Ừ. Chà, ngủ đi chơi. Thôi thì tối nay cứ 5